ជាទូទៅផ្នែកមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវពង្រឹងប្រសិនបើចង់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យនៅថ្ងៃខាងមុខគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សបានល្អមនុស្សគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះវាមិនដូចមនុស្សគ្រប់គ្រងវត្ថុឥតមានជីវិតនោះឡើយតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់គ្រប់គ្រងមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាវិធីប្រាំមួយយ៉ាងដែលលោកអ្នកអាចអ
đặc nông. Muốn nâng dương chạp đàm, xong bông bông chui chuyệt like mùi. Hãy bảo mình toàn subscribe, xong chuyệt subscribe. Rút chuyệt lưu, xin nhạc ở đăng phòng. Hai vị thi tiên bảo mùi giang nốt cử. Thì mùi, công thua ở kia khách khả nông can đi dây rưu bình chênh mật tệ. Bảo sân chỉ nẹ chong ở kia nghe bàn đi chấm răng từng mục. Khả nạn đại nẹ nơi cao hơi hiên bổng cốp luôn phụ bình tại đời cùng rất lo nâng xâm mặt phía cụ. Trời thua giang na ai phụ kê miên à rõ mùi để mình phê khách để khả nông ca bình chênh mật tệ dụ bó rõ bọc kì. Cá thua bạp ni thua ai phụ kê miên cùng nâng chân ai phụ định. Hơi hiên bổng hai từ căn nẹ đối chân ai nẹ nâng ai bàn phá giói phì phụ kê phòng. Tì bì, phá bạp mà nốt tam chùm ni. Các bạn bè mà nụ tâm chúm niên cứ chỉ rừng đại xâm khám bộ phát mùi rốt thả bở ca nà nẹ mình đang bị xâm mặt tập hiệp rồi bỏ phụ kê. Trời chỉ mùi nàng phát ở vầy nụ. Mình thả nẹ miên ca nghe chả ăn phần nà gọt đôi. Có phụ kê mình ai bạn bè tiếp cầu xo tâm xâm mặt tập hiệp bật bỏ gọt rồi bỏ phụ kê đài. Thì bây, thua ở kê sở lanh ca nghe chả ăn chương bạc khai. Bạn bị vượt ai chỉ hết phó cho bọn mũi để thua ở mình nước chơi rước ca nghe mùi. Phần tay ca cục rộng mình nước ở chục chi. Cứ nửa biết để nè ai thua ở phụ kê dù thả ca nghe miên đồng lây chiêng bạc khai để nè bạc đoàn ở kê thử tiện. Nè trâu tại bọn người hát ở khơi thả nè cầm phung tại chui kê. Chi chiêng ở kê dù thả nè cầm phung tại chua kê. Tị buồn. Phát đó là rộng tốc chất. Ai nẹ các rắp một cuộc. Nơi khăn ông niêm chỉ nẹ tất nôn đồ lo mà nẹ nẹ cua tài thua ai nẹ đợt tay mẹ ở rộng sâu quá tập hiệp. Bố cứ phụ kê ai tục chết từ lời nẹ bàn. Cá na đài nẹ bằng hai nẹ chỉ mà nốt đài cua ai cửa rút tục chết. Phụ kê nâng thua ai nẹ lơ phía quấy đài nẹ rùm phân tục vì phụ kê từ tiệt. Phạm, sở sao nâng pinh chất càng nghe rồi bỏ nẹ các rắp một cuộc. Cá ai đồng lây từ lưu sản át đây rồi bỏ bốc cái lực này mùi này mùi thôi tự bật tại phụ kê mình bàn xong ra cho quay thông tin nà nà cỏ đòi. Cứ xuất tay chỉ rương chạm bánh mùi bà sân bà chọn ai mình nốt đàn nơi cỏ một cọp nốt cổ rụp nâng sở lành nè. Chí viên sẽ đây bằng tốt nơi bê lại phụ kê thừa khổ. Nẹ cua tạp chi diêm pram phi cầm hô nâng lực chật phụ kê. Ai riêng sốt phi cầm hô lần vinh. Tiếp bà mùi. Dốc chất tục đạn lời dụ bó phụ kỳ. Mình tha nẹ phụ kai khăn phần nà tế. Phê khăn nẹ có tờ ca chui chung chênh bí nẹ tờ tầy đài. Đói ca chung chênh nụ ai ta mật dạ ca bình chênh mật tệ dụ bó chạy đàm. Phra sân bà nẹ nơi cao bổng cọp rồi bỏ nẹ ban bình chênh cùng nứt ở vầy mùi nụ. Nẹ cốp chỉ dìm chẳng nai phê dốc tờ kịch. Cả anh lô vì ai chỉ bởi dối xâm rạp nẹ. Lớp bí nẹ tử tiết. Việc có ai thua ý phụ kê miền ả rộng thả nét áo đồng lây từ phụ kê phòng đài. Ta bông bông tình ổ khăn nìa thu lộp cực cực mà nụ hồi rượu đặc nôn mà nụ đại lợi tì. Ta ở với chìa vị thi xa cực cực mà nụ rộng bông 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 tình ổ khăn nìa nhạt ở khi nhộp đăng phong đời comment này càng rào. Và xin bảo bông bông cho chất video này, xong chú ý like đồng bây ai nạ đợi tì tiết khương phòng. Hãy bảo mình toàn subscribe, xong chú ý subscribe, rút cho lưu sở nhạc đăng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.